bóp 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 cho nó chết luôn, bóp bóp cho nó chết luôn. Ây, ui đầu, ui 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 con to ấy, từ từ nhẹ, ui cẩn thận, vô nó luôn anh Thương ơi, vô luôn đây này, được con cá này mọi người, vô luôn, con này như kiểu là con trôi ấy, phải không? Trôi, bóp cái đầu, đúng rồi, con này con trôi. Cái này gọi là cá hơ lựa. Cá nữa. Cá lựa. Cá hơ lựa. Chín là được. Đây này, được 4 con thôi mọi người ạ. Đây. Hello, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của anh em mình nhá. Ngày mới anh em mình chúc mọi người vui vẻ nhá. Cái gì đây Lương? Ừ đây này. Con kiến rồi. Ừ, lại kiến rồi. Cắn người ác lắm nhưng lại này. Không biết con nên ăn không nhỉ? Không biết có trứng không? Thử thử xem. Thử bới ra nào. Ui, mở rồi. Nhiều trứng lắm. Nhiều trứng á? Chắc không nên ăn đâu, thôi, kệ nó đi. Thôi kệ nó. Hôm nay anh em mình không lên rừng nữa mọi người ạ. Hôm nay anh em mình đi xuống hồ thôi. 2 tổ, 3 tổ. Ừ, 2 tổ. Như kiểu tổ ong khoái vậy, như kiểu. Ừ, nhìn nhiều lắm, nhìn thấy thôi, nhiều lắm. Hôm nay anh Thương đi lên trên hộ họ phát lương thuê mọi người. Cũng về đến đây cũng rất là muộn rồi. Cũng anh Thương cũng đi làm cả ngày về mệt đấy mọi người. Nên là anh em mình để 1-2 hôm làm hết việc nhà, kiếm một ít tiền kinh phí để trang trải cuộc sống là anh em mình sẽ tiếp tục lên rừng nha mọi người. Hôm nay anh em mình xuống hồ đi thả lưới bắt cá cho mọi người xem. Mọi người xem video của hai anh em mình nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nhá. Đây anh em mình chuẩn bị đến nơi rồi đây này. Đây hồ dưới này, đây chỉ gọi là một góc nhỏ bé tí thôi đấy. Dưới này là vườn ngô. Rồi mọi người cùng theo chân và xem video của hai anh em mình nhá. Mình bị lạc ở trong vườn ngô rồi mọi người ạ. Không phải anh Thương đâu. Anh Thương ơi. Ở đây rộng quá. Cái này có nhiều ong lắm mọi người ơi. Ong á? Ờ, cái loại ong như kiểu ong đất ấy. Đi thì chạy. Mật hoang luôn. Ui, vườn ngô nhà này không biết của nhà ai, rộng thật đấy. Nhà nước rộng hỏng hết rồi này. Đâu, từ từ. Em còn chưa ra đến ấy. Còn nhiều ong này. Ừ, nhiều ong thật. Ông này ông khoái. Không phải ông khoái đâu. Phải mà, ông khoái. Ui, cẩn thận nhá. Từ 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 từ. Cái này chẳng có biết có khi là ở khu này. Ở khu này thôi. Nó chỉ ở khu quanh quanh khu này thôi. Nước ngập hỏng hết rồi. Ồ. Đây này mọi người ạ. Đây là nước ngập này, hỏng hết vườn ngô nhà họ đây đây này. Xem nó lấy mật xong nó chạy về bên nào. Không phải lấy mật đâu, cái này là nó đi kiếm thức ăn đấy, như kiểu. Nó kiếm thức ăn nên nó lấy cái hoa ngô này. Ông này ở có một video em với theo mấy chú sinh đi bắt đây. Mình bẫy mấy cái con dễ mèn, mấy cái tí này nó gắp một phát là nó đi mà. Đi, mình ra ngoài kia mình thả lưới. Không nhìn khéo là ở khu kia này. Ừ, nó chỉ ở khu quanh quanh này, nó không đi xa mấy đâu. Khả năng là khu này khéo có rắn nhỉ. Tối tối mình đi soi đi. Khéo có rắn. Bắt con lắm. Giờ hai anh em mình ra cái đoạn ngoài kia anh em mình thả lưới nhá. Đây anh em mình bắt đầu thả lưới đây. Ở đây họ thả nhiều cái giọ bắt quái nhỉ. Cái giọ này chuyên thả bắt tôm ấy, bắt cá này mọi người. Khả thi không đấy, cái đoạn này này. Thử xem mới biết. Ui sâu lắm, em còn mặc quần xịt đây này. Sâu lắm. Miền Bắc bây giờ đang là mùa đông ấy mọi người, rất là rét luôn, rất là lạnh. Ui sâu ghê. Rất nhờ. Tí lạnh lắm. Đấy. Ừ. Còn tí mình chấm lửa lá. Còn vào được nữa. Được nữa thì vào trong này. Vào hẳn trong này. Sợ đoạn khu trong này nó không có cá vào ấy. Cứ thử thả một phen xem nào. Hôm nay mình thả lưới bé thôi. Ui, đây. Đây này, có hẳn một lõm đây này. Cá đây cá to ấy. Nó nuôi con ấy. Đấy, cá to ấy. Không phải bé đâu, cá to ấy. Buộc đâu được. Ui lạnh. Cái này toàn bị thối rồi. Lạnh quá mọi người ơi. Gió nó còn vù vù nữa chứ. Cây gai đấy. Anh cứ buộc vào mấy cái cây kia. Không chắc.
Lạnh quá, lạnh quá. Wow. Lò to lạnh nhỉ. Anh hôm nay lạnh à? Quần ướt rồi tí thì mía. Ở nhà Nhưng anh còn một cái quần nữa cơ mà. đi cởi bỏ này đi. Tí thả lông cho nó Ok, cho nó không gió. Đây, bắt đầu thả đây. Thả ngang đi. Then này không biết là then 1 hay là then gì ấy. một dưới 1,5. Tầm 2 ngón gì đấy nhỉ. Cái. Ây da, ui, wow. sâu lắm. Em tí không bị ướt đây này. Lạnh. Ui, thôi 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 thôi. Em lùi ra ngoài. Ui, 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 ui sâu. Ơi, sâu thế cái đoạn này. Thôi thôi. Bị bắt nghén đây rồi. Lưới này lâu lắm không thả rồi. Ui, em phải lùi ra ngoài này mới được. Ui, quần chịp em ướt rồi. Cho em là tắm một tí không sao đâu mà. Lạnh lắm, tí thôi. Em là lâu không thấy nước cho nó tắm tí. Ôi, tối qua nó mới động đấy. Ôi, Wow. lạnh lắm. Em ở ngoài này thôi. Cái này lát chắc không phải đuổi đâu nhỉ. Hả? Cái này lát chắc không phải đuổi đâu nhỉ. Cứ thỏ điều đấy sao anh em đi kiếm xem tìm kiếm tổ ong kia xem nào nhỉ. Tổ ong này mình không có mồi, không tìm khó lắm. Ui, em ướt rồi. Hỏng rồi. Ngắn nhỉ. Tầm đấy thôi mà. À đúng rồi, Có chưa dài có. đâu. Không biết có cả thịt khả thi không nữa. Không biết đoạn này có cá không. Có cái gì cám nhỉ? Anh ra ngoài. Từ từ để em ra ngoài này em tìm cho. Anh đi lấy que cắm. Wow. Lạnh quá. À thả đây xong tí đi câu. Tí đi câu được mà. Anh có mang mang cả lưới câu đi mà. Nhưng mà run. Đi đào xung quanh là chắc có ấy. Ui lạnh quá mọi người ạ. Run hết người. Ui ở đây nhiều chim lắm anh Thương ạ. Đây chim kêu đây. Chim kêu mình không có gì không bắt được nó đâu. Tối thử đi soi đêm mò mò dưới hồ này, kéo may mắn được con rắn và mấy con chim ngon. Đây 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 một con đây. Mình đào giun để mình đi câu cá mọi người ạ. Ui con siêu to khổng lồ. Con này chắc được vài cân. Mang đi. Mình đào một con này anh em mình đi câu nhé. Không biết có được con nào không. Bây giờ làm cách nào để mà mình kiếm được vài con cá mình ăn ấy mọi người. Ui đây một em nữa. Rồi đủ rồi, bằng này đủ rồi, đi câu đi. Mà anh Thương có chặt được một cái cần này mọi người. Wow, siêu to khổng lồ. Một cái cần. Đây, lúc nãy ở đây này. Là một khóm tre này, bây giờ bắt đầu câu. Chỉ mong á, được một con cá bằng bàn tay là được mọi người. Ba ngón cũng ổn rồi. Để mình lạc quá. Để mình zoom gần xem một có cá ăn hay không. Đâu rồi, cái phao đâu rồi? Cái phao đen đen này. Đây mọi người ạ, cái phao đây này. Cái này có cái hình như của họ rơi. Họ đứt đấy, đứt ra ấy. Không thể ăn này. Đấy là cái cần khác chứ. Đấy của họ đứt rồi. Có cả lưới cả ấy nhỉ. Chắc là có cả cái lưới câu ấy. Lúc nào mà được cá mình sẽ cho mọi người xem nhé, không video nó dài lắm. Đấy. Có cá ăn đấy, từ từ. Ui, 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 được một em mọi người ạ. Ui, đây, đây, đây. Đấy, đây. Được một em rồi. Đây rồi, có cái ăn đấy. Em xì nhỉ. Con này con cá đều có dao ấy. Con này sao nó lại xanh nhìn, xanh kiểu nhìn này? Màu giống như kiểu cá chép, không kiểu cái nước này nó bị ngập lên cái lá cây ấy, nó chết đi. À. Xong nó tẩm màu vào cái nước xong là cá nó bị như kiểu mọc rêu ấy. Đâu đâu đâu, đây đây vứt ở đây này. Đây tí nhảy xuống cho lên trên đi. Đây vứt 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 hẳn lên trên. Đấy. Đấy, một em này mọi người ạ. Ý. Được một em cá rồi. Đây này mọi người thấy cá chưa? Rồi anh em mình lại câu tiếp nhá.
Bùng. Nãy anh em mình không câu được cá, giờ đi thăm lưới đây. Không biết được cái gì không. Ui lạnh quá anh Hương ơi. Được không? Đâu xem nào. Kệ cứ lấy hẳn lên đi. Thu hẳn lưới luôn đi. Thu hẳn lưới luôn. Cứ thu hẳn lưới nó không mất được đâu. Thu hẳn lưới đi. Không mất được đâu. Ui mất rồi. Mất rồi à? Con này phải bắt luôn. Bóp cho nó chết luôn. Bóp cho nó chết luôn. Ấy, ui đầu. Ui con to đấy. Từ từ nhẹ. Ui, cẩn thận, vô nó luôn anh Thương ơi. Vô luôn đây này, được con cá này mọi người. Vô luôn. Con này như kiểu là con trôi ấy. Phải không? Con trôi. Bóp cái đầu. Đúng rồi, con này con trôi. Đây, cảnh bạo lực nên là mình không cho mọi người xem đâu. Hơi được con trôi mọi người ạ. Cẩn thận nó rơi nhé. Đây này. Ôi, không rơi được đâu, nó thò đầu vào trong rồi. Được một con trôi, chắc được mỗi một con được thôi. Rồi. Này câu được hai con. Ba con. Ui lạnh sun vòi mọi người ạ. À. Lạnh quá. Trời miền Bắc lúc này bây giờ mà xuống nước thì mọi người hiểu rồi đấy. Lạnh dã man. Chả nhé được mới một con đây à. Được có mỗi một con. Hình như này mất một con rồi phải không? Không, mỗi con này thôi. Cái đoạn này mình thả gần ngoài bờ quá mọi người ạ. Nên là sâu quá không vào được. Ui được mỗi một con thôi anh Thương ạ. Được mỗi một con thôi. Được mỗi con. Không được lát mình lại đi lên trên. Đi lên trên kia mình soi đêm thôi. Đi soi xem có cái gì nó bổ sung với. Giờ này chim chóc chắc là nó ở yên này. Ấy một con kìa. Con đô phi. Đô phi mọi người ạ. Một con thôi. Ui lạnh quá. À không phải đâu. Có cảm phải mương. Cảm mương à. Được mỗi con nhỉ. Hai em. Ui. Tổng là bốn em. Này lúc nãy mình mà ra ngoài kia hồ rộng như chắc là có ấy. Khu này ấy quá. Khu này hẹp quá. Cái mình bắt xong mình lại thả đấy nhỉ. Thả đây á. Thả xong tí lại vào á. Mình đi soi xuống xong mình lại vào vớt. Ừ thế cũng được, mình bây giờ mình cho vào sâu hơn đi, vào cho vào bên trong sâu hơn. Đây này mọi người, đây được một con trôi nhá. Con trôi kìa, bên trôi. Này, đó, mọi người thấy chưa? Con này được tầm một lạng dưới. Con to phết. Bây giờ tháo cá ra đi. Tháo xong mình đi tiếp tục. Mình lại thả tiếp nhá. Này quên mang cái túi nhỉ? Cái này nó thổi. Ừ, anh đút vào túi quần rồi mà, đút vào túi quần này. Đây này, cá này mà. Đây, đút vào túi đi. Đẹp. Không mang gì đựng, đút vào túi. Ui, lạnh quá. Em mà không mặc cái gì luôn ấy, bên dưới ấy. Lạnh cóng luôn. Thỏng lỏng luôn. Thả rông mà. Kiểu tí mà ướt, mình mặc ướt ấy. Mình mà mặc quần ướt thì nó lạnh lắm. Ui, con này có máu. Mừng ạ. Đây này, con này ngon lắm đấy nha, đây này. Loại này ngon. Đấy. Cá mương mồm hé. Bây giờ anh ra ngoài kia thả đi, em lên trên bờ trước đây, rét lắm rồi. Đây, được hai con cá đây. Con này to phết đấy chứ. To. Phải trôi không? Phải không? Con này phải trôi không? Cái này đang... Hả? Trôi hẳn là cái này mà. Em đang quay mà. Phải trôi không? Nhìn giống trôi nhưng mà bụng hơi to, chắc nó ăn no nhỉ. Không biết. Cái này trôi đấy, trôi. Cái này nó được đỏ. Đây là được bốn em. Bây giờ mình ngâm đây nhỉ. Ừ ngâm đây đi. Ngâm đây xong đi soi. Đi lên trên rừng này soi đã mọi người. À này quên không soi chỗ này. Ừ thử qua xem đi. Em và anh thử qua đi. Đi qua xem đi. Kiểu có con chim ấy. Nước rồi. Sâu không? Bình thường ấy. Em sợ em không qua được đấy. Ú, thế này sao đi được. Bằng đầu gối nữa.
Rồi anh em mình bắt đầu đi soi đêm đây. Cầm cái que đi, gặp cái gì đập cái đấy. Rồi gặp cái gì mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Quả gì đây? Đầu tiên. Làm gì phải quả đầu tiên? Đây này. Quả lông, quả lông. Đây. Ừ, quả này nên thuốc mà. Quả đầu tiên này, cái gì châm. Ui, còn đi chân đất nữa. Quả này ngọt mà, quả này ăn ngọt mà. Đây này mọi người, quả này này này. Đây này. Quả này ăn ngon lắm. Em thấy ở trên mạng họ đang đăng bán mà. Ăn ngon, chín ăn ngon lắm. Nhưng mà cho vào mắt cay lắm á. Ngon thật. Đây này. Quả của nó đây này mọi người. Đây. Em nó này. Đấy. Cái gì đây? Ui đây, cả đống này. Rơi hết rồi. Nhẹ nhẹ. Ui rơi, nó rơi hết rồi. Nhiều phết được chứ. Ngọt lắm. Để cho nó trúng mắt này cũng sợ ấy. Cay lắm. Này không biết là nên thuốc gì nhỉ. Em thấy họ bán mà. Thấy họ đang bán mà. Rồi, giờ đi tìm cái khác rồi. Gai. Đi còn hai anh em đi chân đất này mà nghe. Sợ gai lắm, đi vào trong này rậm thật đấy. Không phải là mơ đâu, không phải đâu. Lắm mơ. Cái leo. Cái leo mà. Mùi mùi xem. Đâu. Lá mơ. Ừ, lá mơ cái, thật. Cái này mơ trắng. Đi. Giờ đi kiếm cái khác. Dài nhiều ấy. Cố đi kiếm xem được cái gì nữa không. Không được thì anh em mình chỉ ăn hai con cá, vài con cá như thôi. Adieu. Dài nhá. Adieu. Adieu. Đi thả lưới xong là đi luôn, quên không mặc quần áo. Ui, ấm áp quá mọi người ạ. Lạnh quá. Trời mùa đông ở trên miền Bắc này rất là lạnh luôn. Chiều hôm nay anh em mình thả lưới được có mỗi 4 con thôi mọi người ạ. Được có 4 con thôi. Lúc nãy đi soi thì không được con gì luôn. Ở dưới này tìm thức ăn khó nhỉ. Này khó lắm. Này móm này. Đây này mọi người. Được có 4 con cá đây này. Bây giờ anh em mình xiên xong anh em mình nướng lên thôi. Là mình uống nhấm với bia. Đấy, may còn con này còn to này. Đây. Lựa đây này mọi người. Đấy, cắm luôn đấy á. Cắm như này luôn. Đấy, đây này. Cắm 4 xiên. Ui, ấm áp lắm mọi người ạ. Đây. Ui, lửa lớn ra đấy. Ui. Cái này gọi là cá hơ lửa. Cá nữa. Cá hơ lửa. Cá hơ lửa. Chín là được. Đây này, được 4 con thôi mọi người ạ. Đây. May còn được con trôi cho to đấy. Không là... toàn mấy con bé bé này là không đủ đâu. Có tí mồi nhấm bia là được rồi. Ôi, lạnh lắm mọi người ạ. Trên miền núi này lạnh hôm lắm. Hôm nay đi làm về mệt quá không lên giường được. Nên là mọi người xem tạm video này của anh em mình nhá. Hôm nay đi còn suýt bị tai nạn. Sao? Bị gãy cái lưới phát đấy á? Trượt chân. Chân lưới nó vang lên à. Thật. Nghề phát cỏ đấy em thấy cũng ghê lắm. Đi làm đấy. Đang đi lên dốc như này xong là trượt phát chân như này để lưới vang phát. Làm một cây to đùng bằng này đứt. Và đi phát phát cỏ mà họ phát cả gỗ, phát cả cây luôn. Rồi bây giờ anh em mình đợi cho nó chín thôi mọi người ạ. Để cho nó chín thôi là anh em mình nhâm nhi thôi. Mong là con này ngon nhỉ. Con trôi này. Anh mặc quần quá. Dẹp lạnh lắm. Em còn thả lông rồi đấy. Lúc này xuống nước ấy nó còn ấy hết mà. Này anh xuống mang vào trong sâu sâu anh thả nó lên tận đây cơ mà. Ừ. Cái mẻ cuối là không được con nào luôn ấy mọi người. Chán đời lắm. Đây xong một hồi anh em mình nướng cá. Giờ cá cũng chín rồi này mọi người.
chỉ được mấy cái con cá bé bé thôi. May còn được con trôi ấy nhỉ, không không được. Con trôi. Con này béo lắm. Anh em mình dùng lá cây để đựng nước chấm nhá. Đây là hai lon bia này. Hai lon bia anh em. Giờ chén thôi nhỉ. Ui, sẵn tay áo lên đó. Ui, giờ con này là loại ngon nhất. Ừ. Con này con cá mương ấy nhỉ. Ừ. Đây này. Con này mới chất lượng con này. Ui, con này to lắm. Béo ngon. Đấy. Đấy, đấy. Để bên dưới đi. Ừ, từ từ để em bóc bia đó. Ây, để anh bóc. Em một tay không cầm được. Úi giời, nhà mình lắc. Rồi, anh em mình xin mời tất cả mọi người cùng ăn với anh em mình nhá. Rồi, mời tất cả mọi người nhá. Rồi, cạch cái đi. Cứ mỗi ngày đi làm mệt về làm một hớp bia này đấy. Có con cá này nè. Quá ngon. Là ổn rồi. Đi xuống dưới hồ này còn đi kiếm thức ăn còn khó hơn ở trên rừng ấy. Nhờ. Vâng. Để trên rừng còn có cua. Ừ. Mà câu nó dễ hơn. Ừ. Mà bên này chắc là mình vào cái khu này kiểu họ ít cá, khu này nó câu nhiều ấy. Khu này nó bé. Ừ. Cái khu rộng ấy cơ. Đây là mọi người xem con cá này. Ngon chưa? Đây này. Vàng ươm này. Chấm với lại quất muối ớt nhá. Nhà, hôm nay em mới trở về rồi. Mình thả lưới kiểu này phải được nhiều ấy. Nhưng mà khu này không có cá mấy. Câu cũng không ăn lắm. Khu này kiểu ở dưới cái đồi ở dưới ấy, nó mang cái thuyền to vào nó chắc nó kích hay sao ấy. Ừ. Ừ, bia. Ừ, con ngậm trên mình núi giờ lạnh lắm mọi người ạ. Mà anh có bếp lửa này. Hôm nay anh thường xuống dưới kia mẹ lạnh cóng á. Ôi. Ừ. Ngon thật. Đây, giờ em chiến con này trước nhá. Chiến đi. Ừ, con này nhìn sướng lắm mọi người ạ. Đây này. Tháo này ra. Cái này bút đi không sát đến này xuống. À. Suối thì sợ chọc vào họ anh nhỉ. Ừ. Ôi, đây này. Này em còn cứ tưởng cái con cá bé khiếu gì chứ. Vậy, con này chui. Ừ. Đói là ăn là ngon thật. Lâu lắm em không được ăn cá đốt kiểu này đấy. Cá nướng kiểu này. Cá xiên. Anh đi câu anh toàn làm như này. Cá xiên que. Này hôm nay đến gần mùa hè nhỉ. Ừ, có cả ếch mà. Ừ. Đấy, nó kêu mà. Đấy. Mà nó ở hồ này khô lắm. Này đến trời nóng mình mọi người ủng hộ cho anh em mình để anh em mình có cái kinh phí để anh em mình sắm con GoPro nhỉ, xuống nước nó sướng. Mùa hè lặn. Ừ. Xuống dưới lặn bắn này. Thì sướng. Cá to nữa. Hôm nay đi làm đấy em. Họ giá công bao nhiêu? Úi, độ 300 ngày. 300 một ngày à? Ừ, máy của mình. À, tiền dầu của mình luôn á. Tiền dầu của họ. À. Mà bây giờ công kiểu đấy công thấp. Ừ. Mà phát này cũng nguy hiểm lắm chứ. Cái này phát nguy hiểm lắm. Được 300 một ngày cũng được rồi. Có đủ ăn được không? Lâu lâu mới được đi một lần thôi. Có phải hôm nào cũng đi đâu. Có gì là tháng. Ừ. À, nhìn mọi người xem này, ngon chưa? Hôm nay quên mang ớt. Ừ. Phải có ớt cay cơ nhỉ, ăn mới ngon. Mà cá này ăn ghê lắm. Hả? Sao lại ghê? Cái xương của nó này, như kiểu cái gì nhỉ, cái loại gai móc này. À. Đây này. Anh cầm máy ăn để em ăn một tí. Ừ.
Đây này mọi người. Đó. Bị mất nét không? Ao nét thì anh lấy nét. Đấy. Chấm nha. Ừ. Mời mọi người nha. Nào hớp bia đi. Ngon không? Nào hớp bia. À, mời nha. Sướng nhỉ? Sướng. Ngon lắm. Đèn hơi chói. Chói á? Ừ. Đấy anh quay thì gửi lên ra. Cái này máu của nó này. Cái đoạn đuôi này cho này. Đấy. Em ăn con cá rô này. Bị cháy rồi nhỉ. Cháy mình đi ăn nó mới thơm. Ừ. Ăn cái lưng của nó đây này nó ngon. Ui dồi. Đủ bia đấy. Đủ bia. Bia nó có cái hơi mà ở anh. Ăn sướng lắm. Chấm cái quất nó ngon lắm. Đó nè. Cá rô thịt ăn như nào ngọt không? Ngon mà. Cứ loại này ăn công nhận ăn ngon được. Ừ. Loại này thì cái vẩy nó xanh xanh ấy mọi người. Không có phải cái vẩy trắng kia. Ăn nó ngon lắm. Ừ. Đây, đang ngồi ở vườn ngô. Bây giờ nếu mà có ngô nhỉ. Ừ, nướng ăn ngon đấy. Giờ có ngô đây này, có ngay bếp lửa đây mọi người. Tại nó chưa lớn ấy. May mắn là nó chưa nên rồi, nên thì họ bất chộp đấy. Ừ. Mà ngô này. Ngô này ngô của nhà mình mà. Nhà anh em mình đấy. Ừ, kia có sắn mà. Ở bên kia có sắn mà. À lúc nãy mình quên nhỉ. Ừ. Sắn đốt cũng ngon mà. Đốt sắn. Nhưng mà cái sắn lá tre này ăn sợ. Ừ, sắn lá tre ăn ghê lắm. Đốt ăn không cẩn thận chết người. Còn chết cả lợn cơ mà chết người đâu, chết cả lợn đấy. Lợn chết thì người cũng không ổn. Nãy mà anh đậm nhanh có con chim nữa là ngon. Ừ, này con chim kia. Để anh mang dao. Em thấy anh nhặt đá không thấy nó cất cánh bùn phát. Làm một hớp xong là anh em mình chắc xin tạm dừng video ở đây thôi mọi người. Video đến đây cũng rất là dài rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem hết video này của mình nhé. Anh em mình xin hẹn gặp lại ở tập tiếp theo nhé. Giờ ôi cay quá. Bây giờ xin tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.